Chào bạn nhá, chào các bạn quay lại với cả clip theo của mình nhá. Đấy anh em ạ, hôm nay bọn mình sẽ chuẩn bị dựng nhà mới này mọi người này. Đấy. Xong là bây giờ thầy cúng đang chuẩn bị làm thủ tục để dựng cái nhà đến mọi người. Đó. Đấy, mình có mời thầy cúng về để cúng mọi người. Theo dự tính của mình là 6 giờ mình sẽ dựng mọi người nhá. Đấy, sáng ra một tí mình sẽ dựng lên. Đấy, mình sẽ làm nhà này là nhà làm nhà cho anh Quy mọi người ạ. Đây, chuẩn bị cái vỉ đầu tiên mọi người nhá. Đấy, cái vỉ đầu tiên lên rất nhẹ nhàng mọi người. Đấy. Cái này là mình làm nhà lất thôi mọi người ạ. Không phải nhà sàn đâu mọi người nhá. Mà làm nhà lất. Dựng cái kiểu này xong tí bọn mình mới nối với cái que của nó, cái thanh gỗ vào nữa mọi người ạ. Mấy còn mấy cái thanh gỗ nữa tí mình sẽ nối vào, xong là mình làm hoàn thiện xong mình sẽ lấp cái tấm blue này thế này. Bỉ tiếp theo mọi người nhá, bỉ thứ hai. Đấy. Đây là nó nhẹ lắm, nó dựng này đơn giản, kiểu là cây này mình chặt đâu rồi mọi người, giờ nó rất là nhẹ luôn. Đấy. Dựng rất là đơn giản luôn. Đấy, cũng chính vì thời gian qua ấy mình không ra video đấy, cũng chính vì là thời gian ấy mình đang bận làm nhà để làm nhà cho anh Quý mọi người, nên là mình không thể ra video đều cho anh em xem được ấy, nên là mong em thông cảm ấy. Và mình làm nhà này cũng cần nhiều người để phụ giúp với mọi người, nên là không thể ra video đi làm video quay cho anh em xem được, nên là bây giờ mình mới ra video anh em xem. Mong anh em luôn ủng hộ mình và mãi luôn ủng hộ mình, theo dõi kênh mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you.
lắp thanh gỗ anh em ạ. Cái đèn sáng xong mình lắp thanh gỗ chuẩn bị đắp lắp tấm blue mọi người nhé. Đây anh em ạ, xong hoàn thiện anh em nhé. Đấy, một phần ít bên ngoài thôi mà chuẩn bị làm mới trước rồi anh em, chuẩn bị làm mới rồi đấy. Đây làm mới anh em nhé. Không biết nhiều về cái làm mới đâu anh em ạ, quay sơ sơ cho anh em xem thôi, không thì không quay hết được thì nhiều việc quá anh em ạ. Đó anh em nhé, hoàn thiện anh em nhé, xong rồi chuẩn bị cơm nước ăn cơm anh em ạ. Đây, còn cái này là bên trong nhà nữa. Đấy, được cái nhà bếp này nè, rất là rộng luôn. Hôm nay hoàn thiện bếp. Còn là phía bên trong này là khu nhà thế nhá. Đấy, nhà to xong hoàn thiện chính nhất nè. Hoàn thiện xong rồi nhá. Xong anh em nhá. Đấy anh em ạ, mình sẽ là kết thúc video mình ở đây. Nếu là thấy video mình hay thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Rồi anh em video tiếp theo, bye bye.